Lần nào anh Tiễn cũng lên hàng đầu tiên nha nha. Bữa nay mình làm tay công luôn nha. Chở mấy anh em đi chứ hổm gà người ta chở mình đi không à. Bữa nay mình chở mấy anh em đi lại. Cấp lên cho đẹp trai ơi. Bữa nay mấy anh em mình đi câu, tiếp tục câu ở cửa biển Cái Cám nữa nha các bạn. Đẹp trai lại ai ngon lại ai được leo lên đi ngồi xuống đi có dây cọc là lại đi anh em nào nhỏ lên trước đi có cái tủ của ai nữa kìa có cột ngoài đâu không hỏi hả có vỏ kìa. Trong đây mấy thằng lớn thua câu thua thằng nhỏ. Ôi đủ. Rồi ra rồi. Má nó lửa nó lớn vậy mà nó nuốt hay thiệt chứ trời. Có gì cái gọng kìa, có cái gọng kìa. Ôi gung chân hết trơn. Mày chắc ăn hơn cũng kia. Ôi. Wow, giờ đây nè. Lớn luôn. Bên đây nè. Treo vô chỗ cái lỗ đó kìa. Trời ơi, tội nghiệp để nó dính cá mà nó gung hai giò luôn. Nè, bên đây nè. À, biết biết chậu mồi luôn rồi. À, biết chậu lấy mồi luôn rồi. Đó, để cặp cái hông cống này nè. Thôi, đụng bây giờ là phải cạnh tranh với nó, lấy càng nhỏ đấu với nó mới được. Nãy con thảy chỗ nào nè. Rồi thảy lại chỗ đó đừng thảy xa ra nè. Nó vô ăn bày á rồi để yên nó đi
Wow, wow, lên cái khủng luôn. Wow, từ từ. Wow, ghê chưa, Wow. Wow, mày lên hàng rồi. Tiếp tục càng thủ nhé, càng thủ nhé. Wow. Ba cái hàng này nghe. Một cái nghe. Đó, bữa nay nhí là. Ê ê ê. Chú bụng cuộn bóc. Chú bụng con bé. Mới dính hai con bé. Cái con này nhỏ hơn con da nãy dính con chứ. Chú bụng đi ăn chuối đi. Cái xúc keo. Giật mạnh quá nó xúc keo ra. Rồi nè. Bắt nó bỏ nó vô đi chứ nó biết được đâu nó bỏ vô. Ông nãy giật con nện lên cho nó đó. Từ từ, từ từ. Dính, 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 còn dính. Từ từ. Wow. Ê, để dính lên, lên, lên cho con anh đó nha. Dở cái cần thủ nhí hả? Ô, gịch cái câu luôn, gịch văng qua bên luôn. Văng qua bên luôn, giật mạnh rồi chứ. Lực cuốn mạnh. Ê, để ông vô bài cá hành đây nè. Giỡn với con hả mấy chú? Vô nguyên bầy luôn rồi đó. Vô bầy rồi đó. Vô bầy rồi. Rồi. Lẹ. Trời ơi, nó kịch rồi xém nó giật vịn chụp cái cần là không kịp rồi bay xong luôn rồi. Mày xuống nó lấy cái máy thôi mà. Nó lắc cái gì? Đây, đây chỗ điện thoại. Đúng rồi, đúng rồi, thả ngay cho đó luôn. Rồi chịu cần lên cho nó chắc nha. Lưới anh bự không? Nhắn lưới nhỏ. Lưới 12 được rồi. Thôi dính lại. Trời ơi. Dính cá hường luôn. Hường đẹp. Hường đẹp luôn. Rồi câu bày cái hành dính hường đẹp luôn. Có chứ. Nuốt tới bà tử luôn rồi. Chết con đỉ mẹ. Lấy cái gỡ cá kìa. Con đừng có gỡ, mày bị dở dở lên chứ. Lưỡi ba lớn đó mà nó nuốt tới bò tử luôn trời. Trời ơi, cái hành kìa. Một ký mấy vô là cơ. Ô trời ơi, mẹ ơi. Ô, nó bự. Thả trọng cái hành à trời. Bữa nay cha con nhà cu đỏ chúng nguyên bề cái hành luôn rồi. Lấy giò đập lại. Rồi. Trời đây có chồng cận bển nha. Đang lo đừng rơi cướp cái cận đi. Quá trời ơi, có anh ơi, biết mấy ơi. Vô. Đâu? Vuốt ơi. Ê con, chạy ơi, ê, để tao.
đủ mấy rồi. Làm cho nó ơi, làm cho nó ơi. Ồ, cái này, này có lý nha. Quay mặt chú Giang cái đi rồi hả, quay cá. Đó, đó. Rồi quay qua. Quay qua đây. Đó, quay qua đây nè, quay xuống. Ừ. Giang kiếm đó. Đó, đó, đó. Đó, quay cá. Lên hàng, lên hàng. Đẻ. Đó, 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 đó. Trời ơi. Lôi dưỡng kia coi. Đúng bỏ mày quá. À, mình bỏ bãi nó qua nó chống liền đó. Bỏ bãi nó qua chống. Cá này được chưa? Hay quá. Đâu có quay chưa? Rồi. Ghé quay qua cô hạng luôn. Rồi xong. Gãy cần. Đây đi. Gì? Dưới gai. Phải. Trời ơi, tưởng nó cá. Rồi, anh bự ơi. Anh bự. Dưới gai. Nãy là kéo đi về đằng đó luôn á, nó không dưới. Rồi, bự ơi, bự ơi, ngát ngát. Ôi. Nữa. Cũng bự, cũng được được. À, con này cũng đỡ đỡ. Chết ra. Con này cũng được. Chú sợ. Sợ chứ. Nó sợ không nổi ra nữa. Thầy xé quy đam hết lần rồi đó. Lên hàng. Rồi con câu tự gã luôn đi. Có kèm không? Nhắc ra. Cái thùi. Gai bỏ xuống cơ mương luôn mày. À, giờ nói 6.000 luôn, đùn mới lửa cũng hợp luôn. Mấy cái gai cũng lủng dụng xong ra được tải trên nhà đi tới luôn mà. À, lửa gì để xét hết trơn vậy cọp? Dạ. Chữ câu nè. Không biết đâu, phụ quăng á. Phụ quăng như hộp con á. À, lửa cái bỏ nhà nhóc bây giờ nè. Wow. Dữ quá, ta cầm ta lấy hình nè. Ta cầm ta lấy hình nè. Wow. Bụm. Wow. Ta cầm ta lấy hình nè. À, củ hạng chống mớm rồi. Wow. Hay quá. Ôi, chống mớm rồi nha. Ôi. Nút tới bà tử luôn rồi. Trời ơi. Quay luôn. Ôi ôi là trời, cá hành là trời. Nút lửa luôn mày. Trời ơi trời. Ồ, cái ngát mà lớn mà nó ghi cặn làm nó ghê ấy, trời. Quá cũ rồi, chuyển hướng là tôi lại rồi.
Còn cá ngát bự rồi. Wow, bẩn răng luôn mà. Từ từ. Cá ngát mẹ nó ăn rồi, cá mẹ nó ăn rồi. Hồi nãy là cá con, giờ là cái tới cá mẹ rồi. Hồi nãy là giật thục đó. Hồi nãy là giật thục đó. Kiểm tra đi, kiểm tra. Wow. Quá tài anh ơi. Đây quá đây. Đưa cái kem của anh. Nó nguyên bậy đó đó. Đâu có đâu cần kê đâu, để vô bóp luôn. Để xuống bóp, để anh để xuống anh đè 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 nó lại nó dãy nè. Để xuống cắt luôn. Đi ra đi con. Nãy giờ cá con ăn không à? Giờ cá mẹ. Nhớ lấy mấy cái gà cho xong rồi. Dính nữa đó. Rồi đi đắng đi. Đắng ra con. Chuẩn bị cú cần đi về phải không? Dao. Không thôi. Anh em đang chuẩn bị cuốn đồ đi về. Bữa nay quánh bổ nhiêu đó là đủ rồi. Rồi, hôm nay dính nhiều. Đây nè, đó, cần thủ số 1 đây nè. Chuyện đâu ngay xuống đi cọp. Chắc qua nổi nè. Chuyện này xuống luôn cọp. Sao mà ghi xuống ngay nước gồng là đục hào luôn. Cái gian gà nó để khoảng 5 cánh đục hào rồi. Bây giờ nó qua bển đục hào bà nội cha nó. Quá trời hào luôn, có cành 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 không luôn. Bữa nay mấy anh em mình về tối quá. Giờ này có khoảng 6 giờ rưỡi 7 giờ nha anh em. Quá trời tối hù luôn. Video mình đến đây là kết thúc nha mấy anh em. Hẹn gặp lại các anh em vào cái video sau. Anh em đừng quên đăng ký kênh của mình để ủng hộ cho mình cũng như là để được xem nhiều cái video tiếp theo nữa nha anh em. Cảm ơn các anh em rất là nhiều.